Tuyển Anh chơi. Tuyển Anh. Here we go, 8.000 bách khám. Chơi. Bạch thôi ha. Lượng bếch á. Wow. Thôi đập xịt lắm. Mệt lắm. Thôi tháng này chơi cộng 5 nhẹ thôi. Mẹ. Rồi. Cộng 6 là 112. Quần ngắn vậy. Dạ. 111, 113. Uầy, thế quả này mà đập lên 7 phôi to lắm. Uầy, sao khó chơi đấy. Chủ tịch Pique. Ô vậy chủ tịch đợt tới không biết có bị limit luôn không nhỉ? Ui! Bị điên này à? Nick tôi kiểu bị fake đập thẻ hay sao ấy? Phải fake thì nó mới xịt lâu như thế được chứ nhỉ? Ác thật đấy. Thề luôn. Game quá là ác với tôi luôn á. Kinh khủng. Điều hết 200 tỷ luôn ạ. À. Rác vãi. Tầm này mình đập mấy con như này rất dễ lên này. Đấy là dễ thôi. Thôi đập này. Sáu chín tỷ. Rồi, con cuối đi. Từ tháng trước cái tháng này rồi. Còn gì đâu. Ờ không, không check được telet đúng không? Tại vì hình như telet ở dưới phần trẻ. Để xem nào. Thắt game đi. Vẫn vậy. Không khác gì nhá. 4.400 là vẫn vậy rồi. Vẫn 8. Nó phải, con này 9 phải bao nhiêu ta? Đấy, nó phải lên 5.000 cơ. Thì mà thường tầm này nó hay lên mấy con kiểu này lắm này. Nó lên để làm quá thế. Vấn đề lên chả là con này lên chả giải quyết được vấn đề gì cả. Ai biểu à. Lên một con nào luôn nhỉ. Ác rồi đấy. Các vụ chim mồi vứt các quang. Xin kính chào quý vị. Mà 10. Không đèn nữa đâu. Thề. Lửa. Hà Lan. CAM. Sidop. Malaysia luôn. Ê. Là gì đấy? Liệu ngày hôm nay có nên không có đập thẻ không nhỉ Cường nhỉ? Mày nhìn nick anh chưa? Trời ơi. Tiếp nào. Wow. Paulo. Uầy. Ổn áp 16.700. Lửa. Đấy. Bồ. Pepe. Uầy. Này ra được 112 là cũng ra gì nha.
Ói 92 và ra được PP 45 tỷ, không hề đơn giản. Đó. Trời thôi. Ngày hôm nay vận đen là quá nhiều rồi. Tạc vũ quang chim mồi. Hôm nay ngày hôm nay sẽ support cho em Cường. Bao nhiêu vận đen chắc là sẽ chạy hết đi thôi. Không phải lo. Chơi. Và cái tên sẽ xuất hiện ở đây, đó chính là Tây Ban Nha. Ủa? 116 với 117 tỷ Unai Simon. LK có nhất thiết phải cao như vậy không? Ừ thì cũng không chê anh em ạ, nhưng mà nó hơi thấp. Là kèo trên rồi. Thôi được rồi. Cửa ca nhưng mà cao thế nhở? Thế nào ra khoa ám được? RM. Wow. Ôi cái gì? Sao lại CB ta? Roland Coleman. Tiếp. Kéo tiếp nào. Ramirez. Tuyển Anh. ST. Clifford à? Tu trưởng. Ủa? Thế là con Clivert này nó bằng chỉ số của Icon luôn hả? Ủa nhưng mà sao giá thấp vậy? Không được. Không được, không được, không được, không được, không được. Cái gì vậy bộ ba Hà Lan? Sao mà? Bộ tứ Hà Lan tính cả Seedorf kia là bộ tứ Hà Lan rồi. Thật là khủng khiếp. Bộ tứ rồi. Quýt đang gọi. Are you sure about that? Không. Mình sẽ thử gói up đi. Tại vì gói up Hà Lan là auto ngon. Chúng ta có rất nhiều kèo ngon. Ví dụ như Đình Bích. Chơi Hà Lan. Hà Lan. Bồ PP rồi. Sú. Thế nó sú rồi. Thật là khủng khiếp. Lại xui này được. Lại xui thế. Bỉ. Ui chê. Chê chê chê. Toby Underwear. Không, gói này mình cứ đẩy đi, tại vì mấy gói này nó 97, nó auto ra hàng đấy mà. Đức à? Broski. Được này, khen, 35 tỷ. Alright. Không, nhưng mà tôi thấy là cũng ổn đấy. Không đến mức gọi là trông nó cùi lắm đâu. Nào. Brazil CF Fikmino. Ấn Fikmino 99 hay sao mà. Ooh, 100. Wow. Tốc độ cực kỳ là cao. Nhưng đây sẽ là bộ 3 MC 98. Tất cả bạn thấy sao chứ mấy gói kiểu 98 như này ấy, cảm giác không ra được hàng 102 đâu. Nó chỉ ra là 100 là cùng đấy. Không thể ngon được như chỉ định được. Phát à? Ui, Petit. Wow, ngày xưa. Được. Anh không ăn mừng. Lại Brazil. Trời ơi. Fabinho, đừng làm phép nan. Đấy. Có vẻ liên quan Liverpool nhiều ha. Hà Lan. CM Cloran Seedorf. Quên mất là Seedorf không có đá cho Liverpool. Và đó là Wijnaldum. Ẩu rồi đó ba. Dính vào gái chỉ có đen à. Tôi lại cho mặt phu nhân tôi lên cho các ông xem hú hồn giờ. Nào. Chơi. Việt Nam tranh.
Tuyển Anh. Ui Tuyển Anh. CAM Mission Mau. Mission Mom. Ui trời ơi, sách đúng là Tuyển Anh rồi kìa. Oh man, cái trông có vẻ hay hay nhỉ. Trông vui vui ha. Chắc lại 159. Rê bóng 119, truyền 116, tốc độ 116. Theo như anh em thì kèo này có gọi là ổn không? Sao lại 116 xong đến 115 nhỉ? Không, tháp này phải 119. Đặc vụ quang chim mồi đã mồi rồi. Chơi! Ý! Tây Ban Nha! Nhiều Simon vậy. Trời ơi, không thể tin được. Cái ai Simon luôn mà. Tất cả tại thằng Gia Khoa. Đều một vạch. Nghĩa là các kèo 104 em đều đập một vạch à? Hay là đập cho nó về một? Nhưng mà anh ấy không chơi kiểu đấy. Còn nếu mà em thích anh sẽ chơi. Nếu như mà nếu như em muốn thì anh sẽ mồi tất cả những cái tay cộng 7 hôm nay đều một mạch. Vậy thì chúng ta sẽ theo công thức của Quang Cường đi. Vậy thì tất cả các tay 6 7 mình đều đập một mạch đi. 6 này có Van Gogh to. Renato thì là hàng mồi hàng đập đó. Đập chứ nhỉ? Con này thì mình nghĩ là đập cái này đi. Renato thì chắc là đập. Còn Rackler này cũng đập á. Từ khoan nhá, Rackler này full vạch hay ít vạch em? Full, ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ đẩy 3 tay full lên tiếp. Đặc vụ quang chim mồi. Mười ba cơ. Còn kèo Van Gogh thì anh em mình để tơn sau đi. Cái hôm mà lên cái con nửa vạch lên 8 thì nó là cái dây nó gọi xấu quá, bệt quá rồi. Nhưng anh đập cộng 5 thì mồi bao nhiêu con? Anh nghĩ khoảng tầm 4 con là hợp lý. Còn lại thì chúng ta có thể dựa vào nhân phẩm. 66 tỷ. Của con Van Gogh là có xài phiếu nhỉ? Xài được không ta? Cộng 1 kèo. 66 tỷ à. Yeah. Bây giờ anh em mình lại mua lại cộng 7 này. Với cái lít đập cộng 7 một vạch thì mua nhiều lên một xí. Anh lại đổi sang một không. Cường á, Cường nó muốn mồi ít vạch. Không, cứ đặt thử xem theo Cường xem thế nào. Thời thế thay đổi, dòng người đổi thay, meta nó cũng thay đổi em ạ. Biết đâu meta giờ lại mỗi ít bạch sao, đúng không? Tại vì nó gạt giò nhiều quá mà. Ngày xưa thì anh em mình mồi ngon tại vì mồi nó khó lên, mày hiểu không? Cái hồi trước anh em mình, hồi anh đập nhiều cho mày ấy, thì nó toàn xịt. Tính ra cái chuyện ngày xưa mà mồi khoảng tầm 11, 12 con full vạch cộng 7 đến 8 nó xịt là chuyện rất là bình thường. Mà không như bây giờ đâu. Bây giờ cứ mồi vài tay nó lại lên. Rồi, chờ đợi cái cầu nó thay đổi một tí rồi mình ở đây. Ô, bao nhiêu con nữa nhỉ? Nãy anh mua thêm khá nhiều ấy. Chơi!
Nốt Carrasco Mbemba Kante đã rồi mới vô. Hết Kante rồi mình chuyển qua Van Gaal lại. Trời! Về 4 Van Gaal à? Cô Beckham à? Ai cả cha. Tới công chuyện thương ngài. Lên! Bắt đầu vào kéo xịn ở đây. Score trước. Đang rồi. Cô này thì 54 tỷ mua phôi là đẹp. Rồi. Bosco 278 tỷ. Trước là tôi đã từng đập kèo này cho bác HKK rồi. Lên rồi. Bosco. Này anh Quang chim mồi rồi. Em Cường cứ vậy mà tự tin. Score. Ủa, về 3 hơi xấu nha. Về 3 xấu quá. Bây giờ anh nghĩ lên khoảng tầm 3 tay đi hợp lý này. Nó về 3. Đấy. Xong rồi mình vô con Renato Sanchez. Son Goku. Nốt đi. Về 3 mình ghét lắm. Nó phải là một con số khác, đừng là 3 là được. Rồi. 5 là đẹp này. Đây rồi. Renato Sanchez về 5 được rồi. Ôi có đủ phôi không nhỉ? Lên đẹp rồi. Yo! Trời! Đúng lúc biển xanh. Lên! Năm kìa. Gặp lại người thương. David Beckham. Tôi là tôi cay ông lắm rồi ấy nha. Ông xịt rất nhiều trong cái tháng vừa rồi. Hình như em deja vu là lên không? Anh bảo rồi. Anh Quang ngày hôm nay chim mồi. Làm sao mà trốn tránh được nữa đây Beckham? Em nghe tiếng trực thăng à? Chúng ta đã nợ nhau rất nhiều rồi Beckham ạ. Và hôm nay ông phải trả món nợ đấy. Ông không thể trốn tránh tôi mãi được. Quá nhiều tay xịt rồi. 4. Năm. Sáu. Bảy. Here we go. 8 điểm Beckham. David. Nó vẫn xịt kìa. Sao tôi ghét Beckham ấy nhỉ? 8 nhịp lần 2. 1. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Trời! David! Ám thế nhờ? Đái ra biển rồi, chứ không phải đái trên dòng sông nữa rồi. Trời ơi, thật là khủng khiếp. Không biết là câu chuyện về David Beckham bao giờ mới tới hồi kết đây.
Đây cũng là một khoảnh khắc để chúng ta chinh phục. Thôi không đếm nhịp đâu. Tôi không đếm nhịp nữa đâu. Có lẽ đây sẽ là kèo cuối. Bởi vì giữ lại một Vara đi. Trời ơi, thầy nhé, hôm nay là một ngày tồi tệ như vậy sao? Sang đúng khoảnh khắc 12 giờ chúng ta sẽ click. Đúng khoảnh khắc 12 giờ. Đây là cái kèo tôi cũng khá khá lần rồi đấy. 12 giờ! Mất hết rồi. Không còn gì để mất rồi. Ô, cái đót này xài được phiếu à? Nhưng mà cái đót này xài phiếu cúp ạ. Vậy thì chơi luôn hay là thêm con nào? Chơi luôn nhá. Con này có bảo vệ. Para để Para để hôm mồi cho Ronaldo á. Không, kèo này nó hợp lý hơn Para. Trời, không đếm nhịp nữa. Đây sẽ là kèo cuối cùng trong ngày hôm nay. 3 tiếng trôi qua chúng ta không có một kèo nào lên thành công, ngoại trừ Renato Sanchez cộng 7. Nào, chơi. I am Lord. Ôi trời ơi, ngừng thôi. À, không sao. Respect Quang Cường anh em ơi. Chúng ta vẫn giữ lại một kèo Vara để trả thù cho ngày hôm sau. Ôi anh em ơi, off đây thôi. Anh cảm ơn Cường nhá. Cảm ơn em nhiều vì kèo mở thẻ lật thẻ nó rất là bùng nổ. Nhưng mà hơi tiếc là hôm nay anh em mình xui. Xui hơn mọi ngày. Hy vọng là tuần sau anh em mình sẽ bùng nổ hơn vậy. Rồi, dừng đây thôi. Bye bye anh em, bye bye mọi người nhá. Bye bye.